Các anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ làm bếp ga. Đó, em đặt cái này đây. Thì đó, em đặt như này. Sau đó em đặt cái này ở đây và tấm này ở đây. Em sẽ dùng cái đốt này. Nhìn anh chị ơi, anh chị thấy không? Và sau đó, bên đây cũng tương tự như anh chị. Em đặt cái này. Đó. Sau khi nhà anh chị ơi, em lắp lại chỗ này. Đó, chỗ này, lắp cái này. Sau đó lắp cái này vô lại đây. Đó, anh chị thấy nó giật giật kêu không anh chị? Chị thấy nướng không? Wow, đẹp đẹp không chị? Con chị nhìn nướng nè.